Xin chào các bác, xin chào quý vị và các bạn. Cường Minh Audio đâu, hôm nay Cường về được một con Pioneer A700. Gần đây thì Cường cũng đã bán mấy con A700 này. Hôm nay Cường về tiếp một con, quay giới thiệu để anh em cùng tham khảo. Vẫn báo giá cho anh em với một con âm ly đẹp như này, giá là 6 triệu đồng giá tại cửa hàng anh em nhé. Âm ly này thì nó là một con âm ly khủng của dòng Pioneer. Nó nặng lắm, nó cực kỳ nặng. Và nội thất của con âm ly này thì thuộc dạng hàng top luôn. Nguồn to, hai tụ lọc to. Và đặc biệt là chạy 8 con sò than 2 vít. Nên là nội lực của nó rất tốt. Các giải âm nó căng. Mỗi sản phẩm có cùng model, chẳng hạn cùng tên thì cửa hàng đều quay rõ và nói rõ giá cả, số series đằng sau để anh em tiện nắm được. Chẳng hạn như con này, số series là 792 đó. Với mỗi sản phẩm đều nói rõ, bởi vì bán theo từng con anh em nhé. Với mỗi con thì cửa hàng đều quay video chi tiết, nếu anh em nào theo dõi cửa hàng thì đều biết điều đó. Độ chi tiết, độ rõ ràng là điều chuẩn chỉ ở cửa hàng. Đó. Ok, mời các bác cùng theo dõi cửa hàng test nhá. Wow. Với con âm ly này thì các bác chơi đa năng các bác nhá. Bởi vì nó là một con âm ly khủng, khỏe, to, nặng. Nó hội tụ rất nhiều yếu tố trong con âm ly này. Và kết hợp giá cũng rất bình dân. 6 triệu đồng, cửa hàng bao ship luôn cho anh em con âm ly này. 6 triệu anh em nhá, bao ship luôn cho anh em. Chơi đa di năng, các thể loại nhạc cũng như cả nghe cả hát, các góc cạnh đẹp mượt mà, bao zin bao xịn, bao test cho anh em, các góc cạnh đẹp mượt mà luôn. Xin nhắc lại số series là 792, 250W, 8 sò than 2 vít, nước sơn đằng sau sáng bóng, trở kháng từ 4 ohm trở lên. Anh em chơi vào những đôi loa bass 35, 30 thoải mái luôn anh em nhé. Đợi vài giây, cửa hàng mời các bác xem luôn nội thất cho nó đủ bộ. Còn ảnh con sò bên dưới cửa hàng sẽ chụp chèn vào sau. Con này bên trong bên ngoài đẹp xuất sắc luôn. Anh em có thể thấy đây, nội thất đây. Nội thất đẹp chưa? Đẹp mê luôn. Nguồn này to vật vã, hai tụ lọc đỉnh luôn. Những con âm ly này thì nó sẽ khỏe, nó chơi đa năng. Vỉ mạch anh em có thể thấy nó sáng bóng luôn. Đó. Bao zin bao đẹp cho anh em chơi nhá. Cửa hàng quay rõ, nói rõ chi tiết. Bộ tụ lọc và nguồn đặc cấp luôn. Giá thì cũng rất bình dân. 6 triệu đồng còn bao ship cho các bác nữa. Tuyệt vời chưa? Với những con đồng ly này thì anh em chơi đa năng, ghép rất nhiều loa từ bass 25, 30, 35 các bác nhá. Chào, hẹn gặp lại quý vị.